Đại thừa không khác chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp thiện, pháp bất thiện. Pháp thiện, pháp bất thiện cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp thiện, pháp bất thiện, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp hữu ký, pháp vô ký. Pháp hữu ký, pháp vô ký cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp hữu ký, pháp vô ký, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp hữu lậu, pháp vô lậu. Pháp hữu lậu, pháp vô lậu cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp hữu lậu, pháp vô lậu, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp thế gian, pháp xuất thế gian, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp hữu vi, pháp vô vi. Pháp hữu vi, pháp vô vi cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa pháp hữu vi, pháp vô vi, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác quẩn xứ giới, vân vân. Quẩn xứ giới, vân vân cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa quẩn xứ giới, vân vân, tánh nó không hai, không hai phần. Thiện hiện nên biết do nghĩa này, cho nên từ trước đến nay ông nói nhiều nghĩa đại thừa đều tùy thuận theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chỗ nào sai trái. Vậy thuyết đại thừa tức là thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là thuyết đại thừa, danh và nghĩa cả hai đều không khác. Hết quyển thứ 495.